Hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát nặng 6 tấn, đựng trong 104 thùng với 1 triệu bút lục. Ngày 10 tháng 1, đại diện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thụ lý vụ án Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm liên quan đến hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB với hơn 304.000 tỷ đồng. Đồng thời, tòa phân công cho thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu hồ sơ. Dự kiến vụ án được đưa ra xét xử sau Tết Nguyên đán năm 2024. Tòa cũng cho biết đã bố trí riêng một phòng với hệ thống camera giám sát, hệ thống phòng cháy chữa cháy để chứa 2.500 tập tài liệu, được đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với 1 triệu bút lục.